thì tao mới bày dùng để sắc uống. Dùng để sắc uống. Còn nếu mà phần trên mặt đất các bạn vẫn có thể dùng được. Trong cái bài của tôi ở nốc ở kia cũng có cái này. Dùng trên mặt đất cũng được. Nhưng mà rễ thì tốt hơn, rễ tốt hơn. Thế còn trong trường hợp mà các bạn bị đau ở trên ở cái phần trên ấy, thì các bạn lấy từ mặt đất thôi, không lấy rễ. Xong rồi các bạn nấu nước nóng ngâm chân. Cực kỳ hiệu quả. Thế ngoài ra rễ của nó sắc đặc thì các bạn cũng có thể ngậm súc để chữa đau răng. Thì có một cái củ gừng nghệ đen không chưa dẫm không sao đâu. Tôi đang nhìn thấy tức là chưa dẫm lên thì sẽ không nhìn thấy. Đây là cây lá lốt, cây này là cây cứ để cho nó hôi đấy, cái củ của nó cả không phải hôi mà củ gừng củ nghệ các kiểu đấy. Đi tiếp tục.